Annyeonghaseyo, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với video bài giảng tiếng Hàn sơ cấp của Trung tâm Tư vấn Du học ES. Hy vọng là với những video này thì ES có thể đồng hành cùng các bạn trên con đường chinh phục tiếng Hàn. Hôm nay sẽ là bài 4 của sách giáo trình tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam, đó chính là bài Nai cháo á, gì, ngày và thứ. Và video này sẽ là video về từ vựng cơ bản khi bôn nó hủy. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với từ vựng về thứ, yuil. Yuil có nghĩa là thứ ở trong tiếng Hàn. Yuil, yuil. Rồi, ở trong tiếng Hàn thì chúng ta vẫn có 7 thứ từ thứ hai đến chủ nhật đúng không nào? Và bật mí cho các bạn thêm một điều thú vị nữa là ở bên tiếng Hàn khi mà đặt tên cho các thứ ở trong tuần thì người ta sẽ sử dụng ngữ hình là kim mộc thủy hỏa thổ và nhật nguyệt để có thể đặt tên các thứ ở trong tuần. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là mỗi thứ sẽ ứng với những yếu tố nào nhá. Đầu tiên chúng ta có Uyri là thứ đúng không? Bây giờ Uyri có nghĩa là thứ hai. Ở đây thứ hai của chúng ta sẽ sử dụng từ Uyri. Ở đây Uyri có nghĩa là nguyệt trong từ trong nhật nguyệt đấy các bạn. Thì nguyệt là mặt trăng, Uyri là thứ hai. Yếu tố nguyệt là yếu tố đầu tiên mà chúng ta đã phát hiện rồi đúng nào? Uyri thứ hai. Tiếp theo Hai là thứ ba. Hoa ở đây là một yếu tố trong ngũ hành. Hoa nghe có nghĩa là hỏa đúng không các bạn? Hỏa thì ở đây hai là thứ ba. Tiếp theo một yếu tố suyel, yếu tố này su có nghĩa là thủy, suyel là thứ tư. Rồi tiếp theo một cười là thứ năm. Ở đây kia sẽ nối sang chữ yo đúng không? Một cười thứ năm. Một có nghĩa là mọc. Rồi tiếp theo khứng người là thứ sáu. Chúng ta vẫn nối miêu sang chữ yo. Khứng người thứ sáu. Khứng có nghĩa là kim. Tiếp theo ở đây chúng ta có thứ bảy đúng không? Thứ bảy là thơ ở đây có nghĩa là thổ đấy các bạn. Đây là yếu tố cuối cùng trong ngũ hành. Thơ thứ bảy. Tiếp theo cuối cùng chúng ta sẽ có Y rồi chủ nhật. Ở đây y có nghĩa là nhật đúng nào? Thì đây là yếu tố nhật ở trong nhật nguyệt. Và bây giờ chúng ta đã biết về tất cả các thứ ở trong tuần rồi đúng không? Bây giờ chúng ta cùng đọc lại một lần nữa nhá. Uy rồi, hoa rồi, su rồi, mộc rồi, kim rồi, thổ rồi và y rồi. Rồi xong, chúng ta đã hoàn thành 7 thứ từ thứ hai đến chủ nhật ở trong tuần. Bây giờ chúng ta sẽ đến với các từ vựng liên quan đến ngày tháng. Này cha khỏe luôn ở hủy. Này cha ngày tháng ở trong tiếng Hàn nha các bạn. Này cha khỏe luôn ở hủy. Từ vựng liên quan đến ngày tháng. Rồi ở đây chúng ta sẽ kể đến là năm tháng ngày giờ đúng không nào? Không thể thiếu ở trong ngày tháng được. Năm ở đây chúng ta sẽ có từ nhằm là năm. Ở đây các bạn lưu ý là những từ này là từ Hán nha các bạn. Nhằm năm. Ở tháng chúng ta có từ uể uốn lưỡi uể. Rồi tiếp theo ngày il và giờ si là giờ. Rồi ở đây trong tiếng Hàn thì chúng ta cũng sẽ sắp xếp ngày tháng năm theo thứ tự như thế này. Ở đây ngày tháng năm thì chúng ta sẽ sắp xếp là năm tháng và ngày, nó khác biệt so với Việt Nam mình đúng không nào? Thì ở đây các bạn lưu ý điều này nha, người ta sẽ xếp là năm tháng ngày chứ không phải là ngày tháng năm như mình đâu nha. Ở tí nữa thì vào những cái trường hợp mà có ví dụ về ngày tháng thì mình cũng sẽ giải thích kỹ hơn về vấn đề này. Chúng ta sẽ tùy vào trường hợp nhập gia tùy tục chúng ta sẽ sử dụng và sắp xếp ngày tháng ở trong câu như thế nào. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc lại nha. Nhóm uể il si. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có, ở đây chúng ta sẽ có gì ạ? 12 tháng ở trong năm. 12 tháng ở trong năm chúng ta sẽ có các con số đúng không? Tuy nhiên bây giờ chúng ta vẫn
chưa học số đúng nào? À vậy thì ở tí nữa chúng ta ở phần ngữ pháp chúng ta sẽ được học số hán hàm. Thì khi đó chúng ta sẽ có thể đọc được con số từ 1 tới 100 hoặc là hơn thế nữa. Thì bây giờ chúng ta cứ học trước khoảng 12 con số hán hàm để chúng ta có thể đọc được 12 tháng ở trong năm nha các bạn. Đầu tiên tháng thì chúng ta có từ ue rồi đúng không? Vậy thì trước từ ue chúng ta thêm số vào thì chúng ta sẽ có tháng gì đó. Được chưa ạ? Ở đây tháng 1 chúng ta có số 1 là il. Il. Đấy, tháng 1 chúng ta sẽ đọc là il. Il. À, ở đây chúng ta sẽ nối j sang với từ ue đúng không? Thành il. Il tháng 1. Tiếp theo số 2 chúng ta sẽ có i. I. Il. À, ở đây thì các bạn đã biết được vì sao chúng ta cần phải nối âm rồi đúng không nào? Ở đây il và i, một từ có phụ âm cuối là rơi, một từ thì không. Tuy nhiên nếu mà chúng ta không nối âm thì chúng ta dễ bị nhầm lẫn ở trong đời sống hàng ngày. Thế nên là các bạn chú ý về cách phát âm và nối âm của những từ này nha. Il. Nó khác nhau nha. Rồi tiếp theo, số 3 của chúng ta Samuel là tháng 3. Sam là số 3. Samuel tháng 3. Chúng ta sẽ nối miệng sang nha. Rồi tiếp theo chúng ta có số 4 là Sa. Và tháng 4 Sao ấy. À, tháng 4 thì chúng ta sẽ có như thế. Rồi tháng 5. 5 là Ô. Và tháng 5 Hú ấy. Dễ rồi đúng không nào? Tiếp theo số 6 của chúng ta, ở đây số 6 là du. Không, số 6 của chúng ta không phải là du mà là dụ. Đây, số 6 của chúng ta là dụ. Tuy nhiên ở trong đời sống hàng ngày người ta không đọc là dù quê và cũng không viết là dù quê luôn, mà người ta sẽ biến đổi sang thành dù quê. Thì đây là trường hợp mà chúng ta cần phải lưu ý khi mà nói về tháng 6. Tháng 6 không phải là dù quê mà chúng ta sẽ có từng dù quê. Đây là trường hợp mà chúng ta cần phải lưu ý nha các bạn. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với những tháng còn lại ở trong năm. Ở đây tháng 7, số 7 chúng ta sẽ có từ chỉ. Và tháng 7 chúng ta sẽ có chỉ rồi tháng 7. Và tháng 8, số 8 chúng ta có phải. Bật hơi ra nha các bạn. Phải. Và tháng 8 phải rồi tháng 8. Rồi 9 chúng ta sẽ có từ khu. Và tháng 9 khu ấy. Rồi tháng 10 thì chúng ta sẽ có số 10 là gì? Số 10 của chúng ta sẽ được viết như thế này, nhưng mà chúng ta không đọc là mà chúng ta sẽ viết và đọc thành siêu ấy. Thì đây là trường hợp thứ hai mà chúng ta cần phải lưu ý khi mà nói về tháng. À, tháng 6 thì chúng ta đã biến đổi thành yue, và tháng 10 chúng ta cũng sẽ biến đổi thành siêu ấy. Đây, không có xịp quê nha các bạn, không có xịp ở đây, không có appear ở đây, mà chúng ta sẽ có siêu ấy là tháng 10. Rồi bây giờ với số 11 chúng ta sẽ cộng 10 với 1 lại với nhau và có xịp là số 11. Rồi tháng 11 của chúng ta sẽ là xịp rồi. À, ở đây chúng ta sẽ nối phía sang với từ il và riêu sang với từ quê đúng không? Xịp rồi tháng 11. Tiếp theo tháng 12, số 12 của chúng ta là xịp. Và tháng 12 xịp rồi. Rồi đây là cái tháng cuối cùng mà chúng ta cần phải học. 12 tháng trong năm cũng đã xong. Ở đây tiếp theo chúng ta sẽ đến với những từ vựng tiếp theo. Ở đây chúng ta có ổ nữ đúng không? Ổ nữ là từ mà chúng ta đã học ở những bài trước. Ổ nữ hôm nay. Vậy thì hôm qua chúng ta sẽ có từ ở dê. Ở dê là hôm qua. Rồi trước cả hôm qua chúng ta sẽ có từ khứ cho kê. Khứ cho kê là ngày hôm kia đúng không? Là trước ngày hôm qua. Thì khứ cho kê, ở dê và ổ nữ là hôm nay rồi đúng không nào? Rồi tiếp theo ngày mai chúng ta sẽ có từ nil. Nil, ngày mai là một ngày không bao giờ tới đúng không? Nil là ngày mai. Và sau ngày mai thì chúng ta sẽ có từ mô đề.
more là ngày kia. Ở đây theo vùng miền thì chúng ta có thể là sử dụng là ngày kia hoặc là ngày mốt nha các bạn. Tùy vào vùng miền thì chúng ta sẽ dịch từ này khác nhau nha. More. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc lại 5 ngày này nha. 그저께, 어제, 오늘, 내일, 라, 모레. 그럼 xong. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với năm trước, năm ngoái, năm nay và năm sau. Ở đây thì mỗi từ chúng ta sẽ có hai cách đọc khác nhau. Vì sao? Ở đây chúng ta sẽ thấy xuất hiện là từ hệ. Hệ ở đây là từ thuần hàn, từ này cũng có nghĩa là năm. Vậy thì nếu mà trong từ thuần hàn chúng ta sẽ gọi năm trước là chí na nè. Chí na nè, chí na có nghĩa là trước. Vậy thì chí na nè có nghĩa là năm trước. Mà ở trong tiếng Việt của chúng ta hay gọi là năm ngoái thế các bạn. Rồi tiếp theo, nếu mà từ Hàn Hàn chúng ta có từ thăng nhầm. Thăng nhầm, ở đây khi cộng với niên thì chúng ta sẽ đọc nó thành yên. Và chúng ta không đọc là chắc nhon nha các bạn. Chúng ta không có chắc nhon nào ở đây cả. Chúng ta sẽ đọc nhẹ nhàng thăng nhầm. Thăng nhầm là năm ngoái. Tiếp theo với từ hệ chúng ta có năm nay là ổ rể. Ổ rể là năm nay. Và khẩm nhầm. Khẩm nhầm là năm nay. Rồi tiếp theo chúng ta có từ thảo nể. Thảo nể. Thảo là sau đó. Tiếp theo thì chúng ta có thảo nể là năm sau. Và trong từ Hán Hà chúng ta sẽ có từ nể nhầm. Nể nhầm. Chứ các bạn dễ rồi đúng không nào? Thế là nể. 작년, 올해, 금년, 다음에, 내년, xong. Phần 5, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tháng. Tháng thì chúng ta đã biết từ uê là tháng rồi đúng không? Tuy nhiên ở đây chúng ta sẽ có thêm một từ nữa, đó là từ tài. Tài ở đây là từ thuần hàn, cũng có nghĩa là tháng. Với từ thuần hàn thì chúng ta sẽ có từ 지난달. 지난달 là tháng trước đúng nào? 지난 là trước thì 지난달 tháng trước. Oh, 이번 là lần này. 이번달 là tháng này. 이번달 và tháng sau chúng ta có từ 다음달. 다음달. Rồi với ba từ 지난, 이번, 다음 thì chúng ta cũng có thể kết hợp ở trong tuần. Tuần thì chúng ta có từ 주 và tuần trước thì chúng ta có 지난주. 지난주, tuần này 이번주, 이번주. Và tuần sau chúng ta sẽ có từ 다음주, 다음주. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với 평일. 평일, 평일 là ngày thường, tức là kể từ thứ hai đến thứ sáu thì chúng ta sẽ có từ 평일. Hoặc là 주중, 주중. Chu là tuần, trung là trung, là trong đó các bạn. Trong tuần thì chúng ta sẽ có từ chu trung. Rồi, cuối tuần. Cuối tuần thì chúng ta sẽ ứng với thứ bảy và chủ nhật. Chu mai. Chu mai là cuối tuần. Mai ở đây có nghĩa là cuối đấy các bạn. Chu mai, cuối tuần. À, các bạn lưu ý nhá. Pyeong il, chu trung ứng với thứ hai đến thứ sáu. Chu mai sẽ ứng với thứ bảy và chủ nhật. Đây là từ vựng để kết thúc phần từ vựng ngoài hôm nay của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Annyeong.